Ở kỳ trước, chương trình Quê mình xứ nghệ của NTV đã mang đến cho quý khán giả những giây phút thật vui vẻ, sảng khoái về mảnh đất, con người và văn hóa quê lúa Yên Thành. Quê mình xứ nghệ kỳ này, mời quý khán giả và bà con cùng về với xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc để chứng kiến sự tài hoa của những người nông dân qua nghề thủ công truyền thống mây tre đan và màn thi tài hấp dẫn của hai làng Thái Thọ, Thái Sơn như Vinh Quy Bái Tổ, Quả Bóng Đồng Tâm, Trẻ Tre và Đan Bộ Ba Phồng. Quê mình xứ nghệ Nghi Lộc hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán giả những bất ngờ thú vị. Chương trình lên sóng NTV vào lúc 20:10 ngày 3 tháng 5 năm 2014. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem.